hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt bản ROM FlyMeOS lên chiếc LG Z Pro. Đây, máy của mình hiện giờ đang là bản E980 lock khóa mạng của nhà mạng AT&T. Ok, máy này mình đã rốt sẵn mà nhưng mà vẫn chưa cài đặt recovery. Đầu tiên mình sẽ cài recovery, mình đã để sẵn trong bộ nhớ trong Recovery Z Pro Recovery 6.0. Đây, vẫn là Love Flash Recovery for the Z Pro. Ok, sau đó bạn ấn Reboot Recovery, chờ một lúc để máy vào Recovery. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng Recovery Phim Z Touch. Rồi, ok. Nên là các bạn sẽ chọn mình install zip. Các bạn choose zip from SD card. Kéo xuống. Tìm đến file finz touch for LG Z Pro. Chấm zip. Sau các bạn ấn yes. Ok. Cho máy chạy. Rồi, ok, đã complete rồi. Ok, các bạn go back. Sau đó vào Advanced Reboot Recovery, cứ ấn nâu đi. Rồi, sau máy sẽ vào Recovery FinZ Touch. Ok, máy đã vào Recovery FinZ Touch. Rồi, các bạn chọn cho mình phần Wait Data and Factory Reset. Các bạn Wait Data and Factory Reset, chọn Yes. Chờ một lúc để máy. Ok, các bạn ấn phím bất kỳ để cho trở về màn hình home này. Rồi, sau đó chúng ta lại chọn Wait Cache, ấn Yes. Đó, sau đó chúng ta kéo xuống, chọn Advanced, chọn With David Cake. Rồi, ok, các bạn ấn Go Back, chọn một mục Go Back, chọn ra vào Mount and bộ nhớ này này, đó, đó. Sau đó chọn Format System. Không, sạch sẽ đi, chúng ta sẽ cài bản ROM mới, bởi vì đây nó không phải là bản ROM nền stock nên là chúng ta phải format thật là sạch sẽ. Đây, format cake. Rồi, tiếp theo chúng ta dùng format data. Rồi, ok, nhớ là các bạn chỉ format 3 phân vùng này nhé, đừng format mấy cái còn lại. Rồi, chúng ta chọn tới phần install zip. Sau đó chọn choose zip from SD card. Vì mình để file ROM ở trong bộ nhớ trong, nếu bạn nào để file ROM ở trong thẻ nhớ ngoài thì sẽ chọn mục bên dưới nhé. Đây, các bạn chọn đến cho mình FlyMe E980 của Moonlight. Các bạn nhìn rõ chưa? Đó, mình chọn này đó. Sau đó chọn Yes. Rồi, chờ một lúc để cho máy cài bản ROM. Phần còn lại của chúng ta chỉ là chờ đợi thôi. Chờ đợi là hạnh phúc mà. À, trước khi up ROM các bạn nhớ sạc cho mình nhiều pin chút nha, nếu là trên tầm trên 50% pin là ok.
không có đăng phát mà lại hết pin thì đúng là đáng lòng, phải KDZ lại đó. Ok, bản gió này khá là nặng, khá là nhẹ, chỉ 600 bao nhiêu mil nhỉ? Để mình check lại xem nào. Chính thức là 663 mil, không có Google App. Vì thế nên tí nữa sau rồi các bạn sẽ phải sử dụng thêm một cái Google App Install cái của app này, hay là bản DOM dành cho thị trường Trung Quốc này của app. Trung Quốc đó là gì vậy? Bản DOM này cũng do một thành viên trên diễn đàn Trung Quốc, mình không biết, không nhớ được diễn đàn nào, vì cái nick là Bun Ngài, khá là nổi tiếng. Các bản ROM FlyMeOS cho các thiết bị. Ôi, sao lâu thế? Dù bản DOM khá là nhẹ nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ đợi khá là lâu. Chờ đợi là hạnh phúc. Đây có một vài đường link để mình thử vào xem là nó là gì. Ngon chấm blog chấm 163 chấm khoan ok rồi là 100 win tiếng Trung. Có vẻ là sắp thành công rồi đó. Hay là tác giả bản DOM này muốn mình phải đăng ok thành công rồi nhá. Bây giờ các bạn sẽ chọn mua bánh and chọn Libre System đó, xong bây giờ ra chỗ việc nào, chờ đợi. Chúng ta chờ đợi. Đợi. Ngon quá. Ok. Rồi. Ok. Bạn đang có một vài app khác tiếng Trung. Ok. Mình chuyển sang tiếng Anh. Rất là nhiều giới thiệu này đó, E980 bản long có vẻ là khá là nhanh, khá là mượt. Mình chuyển sang tiếng Anh nào, ok. Chúng ta đã download sẵn này, đây các bạn có thể nhìn thấy Super SU này vào phần giao diện cái này. Đó, giao diện gọi điện này đó. Khá là mượt. Giao diện gì đây, đây là trình duyệt có Adblock này, thật tuyệt vời, chặn quảng cáo tuyệt vời.
giao diện trình duyệt nhìn nó na ná như UC Flow tiện Galeny này, chưa vậy, chưa vậy Music này. Mình thử bật một bài hát xem nào. Và khá là to. Rồi ok. Crop. Cái gì nữa nhỉ? Ở đây còn một lô một lốc nữa này. Tuyệt vời. Đây là ghi âm này. Trình ghi âm. Nhìn tròn tròn giống kiểu iOS. Cái máy tính nhìn nó là ná icon của iOS. Giao diện nó cũng là ná iOS. Cũng là ná iOS thật. Trình duyệt file. Nhìn khá là sặc sỡ màu sắc. Ở đây chắc là game. Gì nó không ta? Sao gì? Tin nhắn. Rồi, máy ảnh này. Có vẻ vừa khởi động nên máy đang có một hiện tượng nản đạ. Mình nghĩ là lần khởi động đầu tiên có lỗi. Ôi, máy rất là nóng. Được khởi động nên sóc. Ok. Nên nào. Đó, chị Android rất to. Khởi động hơi lâu ấy. Nhanh lên nào. Rồi nên rồi rung rồi. Đấy, đó, đây là giao diện màn hình khóa này. Trượt để mở khóa. Giao diện gì đâu. Đó. Chú đây phải là đánh bạ đúng không nhỉ? Đấy, mình nghĩ đi. Mình chưa kết nối mạng nên này. Bây giờ thì biến rất là nhiều thứ này. Đó. Thời tiết này mình thử xem là có thể gỡ được nói không nhỉ? Này. Ồ, gỡ được các app rác các bạn ạ. Để mình gỡ luôn này. Tuyệt vời, gỡ được. Khá là nhanh. Máy chạy trên nền Android 5.1.1. Thực sự phản hồi khá là nhanh. Không như máy nền Android đâu. Mình thấy nó hơi lắc lắc. Cái này dùng hầu như không thấy độ trễ. 5.1.1. Rồi, ok, xin cảm ơn tất cả các bạn.